chính phủ Đức hoan nghênh việc luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà được phóng thích. Theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức, Bộ Ngoại giao Đức nói họ ghi nhận việc phóng thích này là một bước quan trọng thể hiện sự nhân đạo của chính phủ Việt Nam và là một tín hiệu tốt cho cộng đồng quốc tế. Luật sư Đài ra khỏi trại giam tối thứ Năm 7 tháng 6 và bay đến Frankfurt, Đức sáng ngày 8 tháng 6 cùng vợ là bà Vũ Minh Khánh và người cộng sự Lê Thu Hà, theo nguồn tin từ Hội Anh Em Dân Chủ mà ông Đài là một sáng lập viên. Luật sư Đài, 48 tuổi, là một nhân vật bất đồng chính kiến được nhiều người biết tiếng qua các hoạt động cổ suý nhân quyền tại Việt Nam, cũng như qua các lần ông bị sách nhiễu, hành hung, giam cầm. Tên tuổi của ông được quốc tế lưu ý từ vụ án Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân năm 2007. Lần đó, ông bị 4 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Ông bị bắt lại cuối năm 2015 trước khi bị tuyên án 15 năm tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân hồi tháng 4 năm nay. Trong một diễn biến liên quan, cựu tù nhân lương tâm và blogger Lê Văn Sơn, người đang bị Việt Nam truy nã vì không chấp hành lệnh quản chế trong vụ án 14 nhà hoạt động công giáo năm 2011, đã đến thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ ngày 8 tháng 6. Blogger này cho biết trên Facebook.